could be us. So back to what I was saying. Could be us. Rakit bất lực với Park Thiên. Rakit bất lực vì Park Thiên phớt lờ sự quan tâm của anh. Điều khiến nam diễn viên đau lòng hơn là sự im lặng của Angelina Jolie mỗi khi các con gặp vấn đề. Ngày 7 tháng 8, Daily Mail đưa tin Brad Pitt hoàn toàn bất lực vì không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Park Thiên sau khi con trai rời phòng chăm sóc đặc biệt. Park Thiên nhập viện ngày 29 tháng 7 sau khi gặp tai nạn giao thông. Trước đó, Brad Pitt liên tục gọi điện khi hay tin Park Thiên gặp tai nạn giao thông. Tuy nhiên, con trai nuôi gốc Việt của nam diễn viên không nghe máy. Những ngày qua, Pitt đưa hy vọng Park Thiên chủ động liên lạc khi thấy cuộc gọi nhỡ, nhưng điều đó không xảy ra. Nguồn tin của Daily Mail cho biết Park Thiên không muốn nhận lời hỏi thăm nào từ cha. Trong khi đó, Brad Pitt luôn tìm cách hỗ trợ, lo lắng cho tình hình sức khỏe của con trai. Brad Pitt mong gia đình không bị chia rẽ. Nam diễn viên cũng không muốn trở thành người cha tồi tệ, không quan tâm đến sức khỏe của con trai, nguồn tin nói. Tuy nhiên, sự lo lắng của Brad Pitt dành cho Park Thiên không giúp họ hàn gắn mối quan hệ. Đừng mong vụ việc lần này đưa gia đình Jolie Pitt trở lại như trước. Park hoàn toàn đứng về phía Jolie và không muốn nhận bất kỳ sự thăm hỏi nào từ Brad Pitt, nguồn tin nói thêm. Người này cho biết Brad Pitt thể hiện sự lo lắng, liên tục nghĩ cách gặp và giúp con trai sớm hồi phục. Tuy nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì mối quan hệ cha con rạn nứt từ lâu. Điều khiến Brad Pitt đau lòng hơn là anh thậm chí không thể làm tròn trách nhiệm người cha. Những gì anh nhận được là sự im lặng của người thân, không biết chính xác tình hình sức khỏe của con trai, nguồn tin nói với Daily Mail. Park Thiên gặp tai nạn giao thông ở Los Angeles lúc 17 giờ ngày 29 tháng 7 giờ Mỹ. Xe điện do anh điều khiển tông thẳng vào ô tô đang dừng đèn đỏ. Park bị thương nặng ở vùng đầu, điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tuần. Lúc đó, Brad Pitt đau lòng vì con trai không nghe điện thoại. Brad Pitt buồn mỗi khi nghe tin một trong những người con gặp vấn đề sức khỏe. Anh hoàn toàn bất lực vì không thể hỏi thăm, chăm sóc con như mọi ông bố khác, nguồn tin nói. Trong số các con, Park Thiên gay gắt nhất khi nói về cha. Năm 2020, vào dịp ngày của cha, Park gọi Brad Pitt là kẻ khốn đẳng cấp thế giới khiến bốn người con út khiếp sợ, ẩn ý chuyện nam diễn viên có hành vi bạo lực gia đình. Sau ồn ào, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Park Thiên hoàn toàn rạn nứt. Nhiều năm qua, khán giả không chụp được bất cứ bức ảnh nào giữa Brad Pitt và người con được anh chính thức nhận nuôi năm 2008.